Nằm giáp với vòng Bắc Cực, Iceland là quê hương của những dòng sông băng lớn nhất ở châu Âu và cũng là một trong những quốc gia có nhiều ngọn núi lửa đang hoạt động nhất. Tuyết, băng, dung nham và bụi núi lửa bao phủ phần lớn bề mặt đảo quốc này. Tuy nhiên, điều thú vị hơn về Iceland chính là những luồng hơi nước nóng bốc lên từ lòng đất. Đó là nguồn năng lượng chính của nước này. Tại băng đảo có 5 nhà máy điện nhiệt lớn, cung cấp hơn 25% năng lượng điện cho đất nước. Nguồn điện nhiệt cũng giúp làm nóng 90% lượng nước sinh hoạt ở nơi đây. Hầu hết trong số 320.000 cư dân Iceland sống ở thủ đô Reykjavik. Nếu xếp về lượng khí thải CO2, thì đây là một trong những thành phố sạch nhất thế giới. Hiện nay, ngày càng có nhiều nhà khoa học trẻ ở các nước được cử đến Iceland để nghiên cứu phương pháp sản xuất điện từ lòng đất của quốc gia này. Thela Mutia, nhà khoa học môi trường người Kenya, và Ronan Verave, nhà địa vật lý Papua New Guinea, đang cùng theo học chương trình hỗ trợ phát triển điện địa nhiệt tại Iceland. Đến nay, đã có khoảng 500 học viên từ các nước đang phát triển hoàn tất khóa học do Liên Hiệp Quốc và Chính phủ Iceland tổ chức. Một trong những động lực cho nền kinh tế là năng lượng. Đó là lý do tôi đến đây với mục đích giúp Kenya phát triển nhờ các nguồn năng lượng sạch. Thekla làm việc cho một công ty phát triển điện địa nhiệt ở Kenya từ năm 2009. Kenya cũng là quốc gia châu Phi đầu tiên xây dựng nhà máy điện địa nhiệt. Hiện nay, tại nhiều nước trên thế giới, lượng nhiệt năng khổng lồ trong lòng đất vẫn chưa được khai thác đúng tiềm năng. Tuy nhiên, ở Iceland, nó đã trở thành nguồn cung cấp năng lượng ổn định. Mô hình thành công của Iceland đang được các nhà nghiên cứu trẻ này học hỏi để áp dụng tại đất nước của mình.